cẩm nang sức khỏe mẹ và bé. Khoảng cách giữa hai lần sinh là bao lâu để mẹ khỏe, con khỏe? Khoảng cách giữa hai lần sinh không nên dưới 3 năm để cơ thể người mẹ có thời gian hồi phục sau lần sinh trước. Hãy follow để xem những phần sau nhé.